Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Và bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ bước sang tuần thứ 3, bài số 5. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 26. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Phần đầu tiên của bài học, chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Trong phần khởi động này, cô có yêu cầu như sau. Kể về một kỷ niệm vui của em với bạn bè. Bây giờ, các em có thể tham khảo bài làm sau đây của cô để hoàn thành yêu cầu có trong phần khởi động nhé. Trong tâm trí mỗi người đều có những kỷ niệm đẹp. Em cũng vậy. Kỷ niệm khó quên của em là lần đi biển Nha Trang cùng My, người bạn thân của em đã lâu. Lần đó thật vui. Chúng em chất hết đồ đạc vào vali và đi máy bay đến Nha Trang. Biển thật đẹp, những rặng dừa ri rào trong gió, những con sóng đua nhau chạy vào bờ, tung bọt trắng xóa. Biển có lúc hiền hòa, lặng sóng, nhưng có lúc lại giận dữ, ngạo mạn, đánh dạt tất cả cái gì xung quanh nó ra xa. Đứng trên bờ nhìn ra biển, sẽ thấy thấp thoáng những đoàn thuyền đánh cá ra khơi mang về cho mọi người những mẻ lưới nặng trịch cá trên bờ người đi tắm biển rất nhiều em và my cùng nhau xây lâu đài cát và thu hoạch được rất nhiều vỏ sò vỏ ốc san hô tắm biển đã thỏa thích hai gia đình của em và my dẫn nhau ra một nhà hàng cao cấp ở đó bọn em được ăn đặc sản của nha trang cùng rất nhiều món ngon khác buổi tối cả hai đứa lại ra biển hóng mát và đi dạo lúc ngồi nghỉ bọn em thi nhau tán gẫu những câu chuyện không có thật trên đời tiếng cười đùa của bọn em hòa vào tiếng dế đêm nghe rất hay buổi đêm trên biển thật yên tĩnh đến giờ đã ba năm kể từ ngày em đi chơi với my nhưng em sẽ không bao giờ quên được ngày ấy vì nó đã khắc sâu vào tâm trí của em ngày ấy là một kỷ niệm khó quên một kỷ niệm tình bạn đẹp rồi bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo đó là phần khám phá và luyện tập trong phần này chúng ta sẽ thực hiện một số hoạt động như sau hoạt động đầu tiên đó là luyện đọc trong hoạt động này cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện đọc bài đọc có tựa đề là cô bé ấy đã lớn rồi sau đó chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài trước nhé cô bé ấy đã lớn bố của phương mới trồng một cây sấu một lần các bạn đến nhà phương chơi trông thấy cây sấu nhỏ xinh trong vườn cả bọn trầm trồ bàn tán ai cũng ao ước cây sấu lớn thật mau cho thật nhiều quả mai ước tớ sẽ làm sáu dầm Thấy ăn một mình à không cho bọn tớ ăn à hoa nói không cho mai nửa đùa nửa thật tớ sẽ làm ô mai sáu Hoa hâm hở, tớ cũng không cho các cậu. Tớ sẽ hái hết trước các cậu. Cường vừa nói, vừa làm bộ ôm mặt khóc. Phương bực bội. Tớ sẽ không cho ai vào nhà. Thế là hết cả sáu dầm với ô mai sáu. Một mình tớ sẽ tha hồ hái. Hai năm trôi qua, cây sáu đã cao lớn, tán xòe rộng che mát một góc vườn. Những con mắt lá biếc xanh trong nắng và những nụ hoa đầu tiên rụt rè xuất hiện đang kỳ hoa sấu nở rộ thì gặp bão suốt đêm mưa gió gào thét sáng ra đầy sân trắng hoa sấu nhưng giữa những vòm lá rậm tít trên cao sấu vẫn giữ lại được mấy chùm quả nhỏ xíu một sớm, vừa bước ra vườn phương sửng sốt khi thấy mấy chùm sấu đã chín những chùm quả vàng tươi trong kẻ lá nhắc phương nhớ đến câu chuyện hai năm trước hôm ấy vừa tới lớp phương đã ríu rít Mai ơi, Hoa ơi, Cường ơi, cuối tuần sang nhà tớ hái sáu nhé. Sáng thứ bảy, bố xúc Phương và các bạn hái sáu. Phương chọn những quả ngon nhất để dành cho mẹ và bé Lan. Vừa ăn dè từng miếng sáu chín, các bạn vừa vui vẻ ôn lại chuyện ngày trước. Tất cả đều tự cười mình thật là trẻ con. Theo Trần Hoài Dương Các em à, vừa rồi các em đã nghe cô đọc mẫu bài đọc Cô bé ấy đã lớn. Bây giờ các em hãy chú ý cho cô một số từ ngữ chú thích có trong bài đọc như sau. Trầm trồ có nghĩa là thốt ra lời khen ngợi với vẻ ngạc nhiên, thán phục. Sững sốt có nghĩa là rất ngạc nhiên. Rồi, bây giờ cô yêu cầu các em hãy tự luyện đọc lại bài đọc này cho cô nào. Để có thời gian đọc bài, các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Sau khi các em đọc bài xong thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã đọc bài xong chưa? Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc nhé. Các em hãy trả lời cho cô một số câu hỏi như sau. Câu hỏi số 1. Các bạn cùng ao ước điều gì khi trông thấy cây xấu? Vì sao? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc lại cho cô đoạn văn cô tô màu có trong bài đọc nhé. Bố của Phương mới trồng một cây sấu. Một lần, các bạn đến nhà Phương chơi, trông thấy cây sấu nhỏ xinh trong vườn, cả bọn trầm trồ bàn tán, ai cũng ao ước cây sấu lớn thật mau cho thật nhiều quả. Dựa vào đoạn văn này, cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời câu hỏi số 1 như sau. Khi trông thấy cây sấu, các bạn cùng ao ước cây sấu lớn thật mau cho thật nhiều quả bởi vì các bạn đều muốn được hái sấu và làm những món ăn ngon từ quả sấu. Tiếp tục câu hỏi số 2. Những chi tiết nào cho thấy cuộc trò chuyện của các bạn nhỏ rất thú vị? Để trả lời được câu hỏi số 2 này, các em hãy đọc lại cho cô đoạn văn cô tô màu có trong bài đọc nhé. Như vậy, dựa vào đoạn văn này, cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời câu hỏi số 2 như sau. Những chi tiết cho thấy cuộc trò chuyện của các bạn nhỏ rất thú vị đó là Mai ước tớ sẽ làm sáu dầm. Thế ăn một mình à, không cho bọn tớ ăn à. Hoa nói, không cho, Mai nửa đùa nửa thật. Tớ sẽ làm ô mai xấu. Hoa hâm hở, tớ cũng không cho các cậu. Tớ sẽ hái hết trước các cậu. Cường vừa nói, vừa làm bộ ôm mặt khóc. Phương bực bội, tớ sẽ không cho ai vào nhà, thế là hết cả sáu dầm. với ô mai sáu, một mình tớ sẽ tha hồ hái. Tiếp tục, câu hỏi số 3, tìm từ ngữ cho thấy sự thay đổi của cây sấu sau 2 năm. Để trả lời được câu hỏi số 3 này, các em hãy đọc lại cho cô đoạn văn cô tô màu có trong bài đọc. 2 năm trôi qua, cây sấu đã cao lớn tán xòe rộng che mát một góc vườn. Những con mắt lá biết xanh trong nắng và những nụ hoa đầu tiên rụt rè xuất hiện. Như vậy, dựa vào đoạn văn này, cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời câu hỏi số 3 như sau. Những từ ngữ cho thấy sự thay đổi của cây sấu sau 2 năm đó là Cao lớn, tán xòe rộng, che mát một góc vườn. Những con mắt lá biết xanh, những nụ hoa đầu tiên rụt rè xuất hiện. Tiếp tục, câu hỏi số 4. Phương làm gì khi nhìn thấy mấy chùm xấu đã chín? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc lại cho cô đoạn văn cô tô màu có trong bài đọc. Một sớm vừa bước ra vườn, Phương sửng sốt khi thấy mấy chùm xấu đã chín. Những chùm quả vàng tươi trong kẻ lá nhắc Phương nhớ đến câu chuyện hai năm trước. Hôm ấy, vừa tới lớp, Phương đã ríu rít. Mai ơi, hoa ơi, Cường ơi, cuối tuần sang nhà tớ hái sáu nhé. Sáng thứ bảy, bố giúp Phương và các bạn hái sáu. Phương chọn những quả ngon nhất để dành cho mẹ và bé Lan. Vừa ăn dè từng miếng sáu chín, các bạn vừa vui vẻ ôm lại chuyện ngày trước. Tất cả đều tự cười mình thật là trẻ con. Như vậy, dựa vào đoạn văn này, cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời câu hỏi số 4 như sau. Khi thấy mấy chùm sáu đã chín, Phương bỗng nhớ đến câu chuyện hai năm trước. Hôm ấy vừa tới lớp, Phương rủ Mai, Hoa, Cường cuối tuần sang nhà hái sáu. Tiếp tục, câu hỏi số 5. Theo em, vì sao bài đọc có tên là cô bé ấy đã lớn? Chọn đáp án đúng. Ở đây gợi ý cho chúng ta 4 đáp án và chúng ta sẽ chọn ra đáp án đúng nha các em. Đáp án đầu tiên, vì bài đọc cho biết Phương đã cao lớn hơn rất nhiều. Đáp án thứ hai, vì bài đọc cho biết Phương và các bạn đã cao lớn hơn. Đáp án thứ ba, vì bài đọc cho biết Phương đã thay đổi trong suy nghĩ. Đáp án bốn, vì bài đọc cho biết Phương và các bạn đã thêm 2 tuổi. Như vậy, trong bốn đáp án này, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng. Đó chính là đáp án, vì bài đọc cho biết Phương đã thay đổi trong suy nghĩ. Các em có biết vì sao cô chọn đáp án này là đáp án đúng không? À, bởi vì lúc ban đầu Phương dự định không cho các bạn vào nhà và một mình Phương sẽ tha hồ hái xấu. Nhưng sau 2 năm, Phương đã thay đổi cách suy nghĩ của mình và Phương cảm thấy suy nghĩ của mình ngày trước thật là trẻ con. Như vậy, ở câu hỏi số 5 này, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng. Đó chính là đáp án vì bài đọc cho biết Phương đã thay đổi trong suy nghĩ. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các em. Trả lời các câu hỏi có trong bài đọc Cô bé ấy đã lớn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động luyện từ và câu. Trong hoạt động này, các em sẽ được nhận biết những từ ngữ nào được gọi là động từ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một số bài tập sau nhé. Bài tập số 1, tìm trong các đoạn thơ, đoạn văn dưới đây. Ý A, từ chỉ hoạt động của người, vật. Ý B từ chỉ trạng thái của người, vật. Bây giờ, các em hãy cùng cô đọc các đoạn thơ và đoạn văn có trong bài tập số 1 này. Rồi sau đó, chúng ta sẽ tìm ra các từ ngữ chỉ hoạt động của người, vật và các từ ngữ chỉ trạng thái của người, vật. Đoạn thơ đầu tiên, ông trời nổi lửa đằng đông, bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay, bố em sách điếu đi cày, mẹ em tát nước Nắng đầy trong thao, tác giả Trần Đăng Khoa. Đoạn thơ tiếp theo, tuổi con là tuổi ngựa, Nhưng mẹ ơi đừng buồn, dẫu cách núi cách rừng, Dẫu cách sông cách bể, con tìm về với mẹ, Ngựa con vẫn nhớ đường, tác giả Xuân Quỳnh. Tiếp tục, ngoài hồ Tây, dân chày đang tung lưới bắt cá, Hoa mười giờ nở đỏ quanh lối đi ven hồ, rồi bây giờ các em hãy xem lời giải chi tiết của cô nhé các từ ngữ chỉ hoạt động của người vật cô sẽ tô màu xanh còn các từ ngữ chỉ trạng thái của người vật cô sẽ tô màu vàng như vậy cô tìm được các từ ngữ chỉ hoạt động của người vật đó chính là các từ ngữ nổi lửa vấn khăn xách điếu tát nước tìm về tung lưới bắt cá nở Cô tìm được các từ ngữ chỉ trạng thái của người, vật. Đó chính là các từ ngữ buồn, nhớ. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 1. Và qua bài tập số 1 này, các em hãy lưu ý cho cô phần ghi nhớ sau. Động từ là từ chỉ hoạt động hoặc chỉ trạng thái của sự vật. Như vậy, qua bài tập số 1 này, các em đã biết được những từ ngữ nào được gọi là động từ rồi đúng không nào? Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2, tìm động từ chỉ hoạt động, trạng thái của mỗi sự vật trong hình. Ở đây cô có 4 hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên, chúng ta thấy đó là một chiếc máy bay đang bay trên bầu trời. Từ hình ảnh này, bài mẫu đã gợi ý cho chúng ta tìm động từ chỉ hoạt động, đó chính là bay, dừng. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ thực hiện với các hình ảnh còn lại nhé. Ở hình ảnh thứ hai là hình ảnh một cành hoa cúc. Chúng ta thấy hoa cúc đang nở vàng thắm và đung đưa trước gió. Từ hình ảnh này, cô tìm được động từ chỉ hoạt động, đó là nở, đung đưa. Tiếp theo, ở hình ảnh số 3, chúng ta thấy một chú chim đang đậu trên cành cây và đang hót líu lo. Từ hình ảnh này, cô tìm được các động từ chỉ hoạt động, đó là hót, bay, đậu. Tiếp tục, ở hình ảnh số 4 là hình ảnh ông mặt trời đang mỉm cười rất vui vẻ và tỏa nắng ra khắp nơi. Từ hình ảnh này, cô tìm được động từ chỉ hoạt động, đó là cười, mọc, lặng, tỏa nắng và động từ chỉ trạng thái, đó là vui vẻ. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 2. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3 đặt một đến hai câu nêu hoạt động trạng thái của một sự vật ở bài tập 2. Cô ví dụ ở bài tập số 3 này, cô sẽ chọn hình ảnh bông hoa cúc và hình ảnh ông mặt trời ở bài tập số 2 để đặt hai câu nói về hoạt động trạng thái của hai sự vật này. Câu thứ nhất, vào mùa thu, hoa cúc cùng nhau đua nở vàng thắm. Câu thứ hai, ông mặt trời đang mỉm cười trông thật vui và tỏa nắng khắp nơi. Các em chú ý cho cô, trong hai câu này, các từ ngữ cô tô màu đỏ đó chính là các động từ. Từ đua nở, từ mỉm cười và từ tỏa nắng đó chính là động từ chỉ hoạt động. Từ vui đó chính là động từ chỉ trạng thái. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong các bài tập có trong hoạt động luyện từ và câu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động viết. Trong hoạt động này, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách tìm ý và cách viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một số bài tập sau. Bài tập số 1, em đã đọc, đã nghe những câu chuyện nào ca ngợi lòng dũng cảm hoặc trí thông minh của con người. Và ở đây là một số hình ảnh gợi ý cho chúng ta. Bây giờ các em hãy xem lời giải chi tiết của cô nhé. Em đã đọc câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm của con người, đó là câu chuyện Hai Bà Trưng em đã đọc hai câu chuyện ca ngợi trí thông minh của con người, đó là câu chuyện thử tài và câu chuyện món quà tặng cha. Như vậy, các em hãy dựa vào lời giải chi tiết của cô để trả lời câu hỏi có trong bài tập số 1 này nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Chia sẻ với bạn về một câu chuyện em thích dựa vào gợi ý. Ý A nhỏ, câu chuyện có những nhân vật nào? Ý B nhỏ, những việc làm nào của nhân vật thể hiện lòng dũng cảm hoặc trí thông minh. Rồi, bây giờ các em hãy xem bài làm tham khảo của cô nhé. Cô ví dụ, cô sẽ chọn câu chuyện hai bà Trưng để thực hiện bài tập số 2 này. Câu chuyện em thích hai bà Trưng. Ý A nhỏ, nhân vật, trưng chắc, trưng nhị. Ý B nhỏ, những việc làm thể hiện lòng dũng cảm của hai bà Trưng. Hai bà Trưng nuôi chí giành lại non sông. Trước cảnh nước mắt nhà tan, hai bà Trưng đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Như vậy, các em có thể dựa vào bài làm tham khảo này của cô để hoàn thành bài tập số 2 nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Ghi chép lại các sự việc chính của câu chuyện. Cô ví dụ, ở đây cô cũng chọn câu chuyện hai bà Trưng để thực hiện bài tập số 3 này. Các em hãy xem bài làm tham khảo của cô nhé. Các sự việc chính của câu chuyện Hai Bà Trưng là Sự việc một giặc phong kiến phương Bắc ngang nhiên xâm lược nước ta, chúng hung hăng, độc ác, bắt dân ta phải dân nộp lúa gạo, bạc vàng, châu báu và nhiều sản vật quý giá. Chứng kiến tội ác dã man của chúng, lòng dân oán hận vô cùng. Sự việc hai nghe tin Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, dân chúng đã trùng trùng giáo mát đi theo. Sự việc 3, Hai bà mặc áo giáp, cởi voi, phất cờ và vung kiếm chỉ huy. Quân ta ào ào xông lên đè bẹp kẻ thù, khiến cho chúng kinh hồn bạc phía, ôm đầu chạy trốn. Sự việc 4, giành lại được non sông, hai vị nữ anh hùng dân tộc từ chiến trận trở về, được nhân dân cả nước tôn vinh. Như vậy, đây là các sự việc chính có trong câu chuyện Hai Bà Trưng. Các em hãy dựa vào bài làm tham khảo này của cô để thực hiện bài tập số 3 nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Viết đoạn mở bài gián tiếp và đoạn kết bài mở rộng cho câu chuyện đã đọc, đã nghe, ca ngợi lòng dũng cảm hoặc trí thông minh của con người. Cô ví dụ, ở bài tập này, cô cũng chọn câu chuyện hai bà Trưng để thực hiện nhé. Và cô nhắc lại cho các em cách viết đoạn mở bài gián tiếp và đoạn kết bài mở rộng nhé. Ở đoạn mở bài gián tiếp, các em sẽ nêu một vấn đề có liên quan để dẫn vào câu chuyện. Ở đoạn kết bài mở rộng, các em sẽ bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của người kể sau khi nêu kết thúc câu chuyện. Bây giờ, các em có thể tham khảo bài làm sau đây của cô. Đoạn mở bài gián tiếp: Đất nước ta từ xưa đến nay đã sinh ra rất nhiều vị anh hùng hào kiệt lừng lẫy trong đó không phân biệt già trẻ trai gái ai cũng tài giỏi xuất chúng tuy nhiên em vẫn dành nhiều sự kính trọng cho hai vị nữ anh hùng hai bà trưng đoạn kết bài mở rộng tấm gương của hai bà trưng đã khiến em vô cùng kính nể và ngưỡng mộ em quyết sẽ học tập rèn luyện thật chăm chỉ để xứng đáng với những gì mà hai bà và những vị anh hùng khác đã hy sinh cho tổ quốc như vậy, các em có thể dựa vào bài làm tham khảo này của cô để hoàn thành bài tập số 4 nhé. Phần cuối của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động vận dụng. Trong hoạt động vận dụng này, các em hãy thực hiện cho cô một số bài tập như sau. Bài tập số 1, thi kể tên món ăn làm từ hoa, quả. Và đây là bài làm mẫu, sáu dầm, trà hoa cúc. Rồi, bây giờ các em hãy xem lời giải chi tiết của cô nhé. Một số món ăn làm từ hoa quả như là ô mai, mứt gừng, mứt dừa, mứt dâu, thạch dừa, sinh tố bơ, chè bưởi, vân vân. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Nói 2 đến 3 câu về một món ăn em thích. Bây giờ, các em có thể tham khảo bài làm sau đây của cô nhé. Em rất thích món bánh trôi nước. Vỏ bánh được làm từ bột gạo, nhân bánh được làm từ đường đỏ hoặc đậu xanh. Bánh có vị ngọt thơm, rất hấp dẫn. Như vậy, ở bài tập này, cô đã nói 3 câu về món bánh trôi nước. Các em có thể dựa vào đây để nói 2 đến 3 câu về một món ăn khác mà em thích nhé. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.